Cái thằng bé 3 tuổi nó ở chợ chợ lách thì nó bị người ta giết, nó bỏ trong cái bọng. Thì cái ông làm vườn đó thì ông mới lấy làm lạ, tại sao nước ở ngoài sông thì đầy mà nước ở trong vườn của ông thì không có nước. Ông mới lội xuống, ông quan sát cái bọng này nó có cái gì nó trở ngại không mà nước nó không có chảy vô trong 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 vườn của ông. Thì ông nhảy xuống, ông phát hiện là có cái thằng bé nó nằm ở trong, nó sình lên rồi. Thì cái nhà của cái ông cậu ruột của nó đó thì mất cái thằng nhỏ, thì kẻ thì lội dưới mương, người lội dưới sông, đi tìm khắp hết. Thì cuối cùng hết là có một cái nhận định là bị bắt cóc. 3 hôm như vậy đó, nhận định là nó bị bắt cóc vì nó không có tìm ở đâu ra hết. Thì cuối cùng đưa thằng bé đó lên, thì nhà quê người ta cử, người ta không đem nó vô nhà, ta lấy cái cánh cửa đó người ta kê để ngoài sân đó. Rồi chính quyền địa phương, công an xã, công an huyện, công an tỉnh gì đó, họ đến họ làm cái pháp y, người ta xét nghiệm, là xét nghiệm. Thì cuối cùng hết rồi, có một hai vợ chồng, cái chú đó ở xóm, chú lợi chú nghe công việc chú thăm. Thì cái chú nói thế này: thằng Minh nó đẹp quá. Minh, nó tên thằng Minh mà thường thường ở nhà gọi nó thằng Mập. Minh Mập nó đẹp quá, nuôi không nuôi thì cho vợ chồng tôi nuôi, chứ vợ chồng tôi không có con trai, giết chi mà tội quá. Thì hai vợ chồng chú này là có đứa con gái học lớp 5, nó đang đi xe đạp ở ngoài đường vậy. À, thế thì cái thằng Minh Mập này nó nhập vô cái con bé mà con của vợ chồng chú đó. Nó về nó mới nói rằng tại vì nói thằng Minh Mập nó đẹp quá, nuôi không nuôi thì cho vợ chồng tôi nuôi, vợ chồng tôi không có con trai, ai biểu nói vậy chi, cho nên nó nhập vô. Thế thì cái lúc mà con thằng Mập, Minh Mập này nó nhập vô cái con bé này đó, nó học tôi mới tới lớp có lớp 5 thôi, mà cho đến năm nó 21 tuổi mẹ nó chạy khắp cùng hết, nghĩa là nghe ai đồn thầy nào giỏi ở đâu bắt hồn hay thì đi chữa hết, mà cuối cùng không có kết quả, không có kết quả. Thì hôm đó tôi đang nghỉ trưa thì hai mẹ con mới vô chùa tôi, mà tôi thức dậy thì tôi thấy hai người có vẻ hốc hác lắm. Tôi mới mở hỏi chứ cô ở đâu mà cô đến thầy có việc gì trưa quá. Thì cô mới ngồi xuống, cô nói có mấy câu thôi, cô khóc. Cô nói thầy coi, con gái con năm nay nó 20 tuổi mà mỗi lần á cái dòng đó nó nhập vô nó lấy cái chai sữa đổ nước, nước trắng thôi chứ không có sữa gì hết, mà đổ vô cái chai đó cho nó bú, chứ còn đưa cái ly thì nó không có uống, mà phải đổ cái chai vô cái chai sữa đó cho nó bú mới được. Rồi cô mới nói vậy cô khóc. Thì nó mới, nó nói là im đi để nó kể cho sư ông nghe hết, nó kể hết cuộc đời nó, đại khái vậy. Thì tôi mới nói thôi được rồi, ở đây đi, rồi tối sư ông tụng kinh cho. Ừ, tối thì tụng kinh trên chùa xuống xong rồi thầy trò rồi cũng ngồi nói chuyện vậy. Thì nó mới kể câu chuyện của nó, lý do làm sao tôi nói bây giờ á, mai sư ông quy y cho con nha, con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Rồi con ở đây với sư ông, con tu hành, con không có theo cái nữ này nữa. Thì nó mới trả lời, nó nói không phải con theo đâu, mà tại vì bố mẹ của nữ này nói là thằng Mập nó đẹp quá, nuôi không nuôi thì cho, chứ giết chị uổng. Thì con theo, con làm con thế thôi, có nhiêu đó thôi. Cuối cùng hết thì mấy đêm liền tôi thuyết phục, rồi nói chuyện đạo lý thì cho nó nghe, con nít mà. Nhưng mà có cái đặc biệt đó là hãy khi mà nó đòi uống nước
thì mẹ của cái cô bé đó phải lấy cái chai sữa đổ nước 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 trắng vậy thôi, nước khoáng thôi, rồi mới đưa cho nó bú, chứ còn uống không uống được tôi không cho. Tôi nói thì đưa đây rồi thì thầy cho nó uống thử, coi đổ cái ly vô thầy con uống xem ông coi đi, chứ không có bú nữa, kỳ quá. Cái nó bưng nó uống thì quý vị biết là cái miệng nó vậy mà nó đổ hết, nó không có vô miếng nào, nó ướt áo hết rồi. Nó mới nói nè, con uống không có được, sư ông bị uống bú mới được chứ uống không có được. Mà vậy cái con gái đó 21 tuổi mà mỗi lần phải lấy cái chai sữa để núm vú vô cho nó bú vậy đó, quý vị thấy không? Ừ, cuối cùng hả thì quy y, tôi lên tôi truyền giới rồi, thì nó cũng đọc là đệ tử chúng con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, là cũng nói bình thường, đạt pháp danh cho nó xong. Như vậy là ngày mai thì làm lễ tạ Tam Bảo rồi mẹ con dắt về quê. Thế thì sau đó 1 tháng quý vị nó trở lên, nó mới nói sư ông ơi, sư ông ghé sư âm âm ông thăm nhà con đi. Thì hôm đó tôi nói thôi hôm nào sư ông đi giảng rồi sư ông ghé sư âm thăm con. Hôm đó tôi giảng ở dưới Trà Ôn, thì tôi mới hẹn nó bây giờ 10 giờ thì khoảng 11, 12 giờ sư ông tới đó, 10 giờ sư ông giảng giảng xong thì 12 giờ sư ông tới con. Thì nó nói hẹn với tôi là qua cái phà cổ chiên, thì tôi hẹn với nó là tôi qua phà cổ chiên thì nó đứng đó nó đón tôi. Thì đúng như vậy quý vị, tôi trên này tôi xuống tôi qua cái phà thì nó đứng ở đó nó đón tôi, nó dẫn tôi về nhà. Tôi không biết nhà nó đâu, nó dẫn ra cái mồ nó chỉ, nó nói cái nhà con nó sẽ không, mà từ ngày con chết tới bây giờ không có ai sửa sang, không có ai đắp, không ai sửa hết, mà tôi thấy cỏ ống nó lên khỏi đầu. Tôi nói thôi được, để ông nói ở nhà họ sửa sang cái nhà con lại một chút nha, mà con siêu chứ con ở cái nhà đây làm chi. Chứ ông nói với con hổm rồi, con nhớ không, con đi con theo Phật con siêu thoát chứ đâu có ở đây làm chi. Cái nó thấy dường như là nó thất hứa hay sao đó, nó xây cái mặt nó chỗ chỗ khác, nó có vẻ mắc cỡ. Cái nó nói con nhớ rồi, con nhớ rồi sư ông, con hứa với sư ông rồi. Thì sau khi mà thăm nhà nhà nó, thăm mộ nó đại khái vậy đó, rồi thôi về. Tôi mới dặn là mẹ của cái con bé đó nếu có cái gì xảy ra nữa thì cô điện lên cô cho thầy hai, thầy cho số điện thoại, còn nếu như bình yên thì thôi. Thế thì từ đó đến sau thì câu chuyện đó không có chuyện gì xảy ra nữa hết. Như vậy là sau khi mà nó mời tôi về tôi thăm cái nhà đó đó, rồi giữa thầy trò mà có cái lời hứa hẹn với nhau là con hứa với ông rồi mà, con không có về đây nữa, không có ở cái nhà đây nữa, bắt đầu thì thôi không không ở đó nữa. Câu chuyện thứ hai đó cũng ở Vĩnh Long, cái này là chợ Chợ Lách. Câu chuyện thằng bé này ở Chợ Lách, còn cái câu chuyện này là ở Long Hồ, huyện Long 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 Hồ. Cái chú này 37 tuổi lấy vợ, nhưng mà nhà chú thì nghèo, chú ở nhà bà ngoại vợ. Thì chú làm cái nghề là lái xe hàng chở trái cây từ Vĩnh Long ra ngoài Hà Nội. Thì chuyến xe có thể là 15 ngày hoặc là 10 ngày, nó bất bất thường. Thì chú thường vắng nhà. Cho nên vợ chú ở nhà đó là lấy người cậu cậu ruột. Ông cậu vợ lấy vợ chú. Thì vợ chú mang thai cho nên gia đình họ tính toán nó phải giết chú. Nếu mà để chú sống đó thì cái việc này nó bại lộ ra là xấu hổ. Cho nên hôm đó nhà bà ngoại vợ chú có cái đám giỗ, người ta cho chú uống rượu thật là say. Xong rồi khiêng vô trong phòng á là 11 12 giờ đêm, người thì đè tay đè chân, người thì bóp cổ, mà cậu vợ của chú là bóp cổ chú chết. Khi chết rồi mới báo cho mẹ chú và chị ruột chú. Người chị ruột ở Phú Lâm, còn bà vợ bà mẹ ruột thì ở gần cái xóm đó, mới tới nói là nó bị phong xù, cái dấu ở trên cần cổ nó bầm là do cạo gió. Đây nè,
mà người vợ của chú đó thì ôm bà chị ruột lên lầu đó khóc, còn bà ngoại vợ thì ôm mẹ chú khóc, cho nên họ đóng kịch rất là kỹ thế nè, xích sao cho nên hai người này bất cẩn cứ tin tưởng là con mình em mình bị phong sù chôn chôn xong rồi xuống tri tôn đó mới thuê cái người miên họ lên họ ếm, bởi vì họ làm cái chuyện thất đức thất nghĩa cho nên họ sợ cái người chết này báo oán, cho nên họ thuê người lên lên ếm 10 năm. Thì hôm đó chú nghe một cái tiếng niệm Phật xa lắm. Chú nói hồi nhỏ lớn con đâu có biết niệm Phật, con đâu có đi chùa. Nhưng mà con mừng quá bởi vì 10 năm con không thấy cái gì cả. Toàn bộ là tối hết. Thì con nghe cái tiếng niệm Phật rất là xa con mừng. Thì con bắt chước, con niệm theo. Chú nói là chú bắt chước thôi. Thì khi con niệm á, thì cái tiếng niệm Phật đã gần lại một chút. Và con nghe hai ba người niệm. Con mừng quá. Thì con niệm. À, thì cái tiếng niệm Phật đã gần lại một chút nữa mà. Năm bảy người niệm. Con tiếp tục con niệm nữa. Thì cái tiếng niệm Phật đã gần bên con mà rất là nhiều người. Thì tự nhiên sáng. Tự nhiên con thấy sáng. Không còn đen nữa. Thế con mới về, con mới gia đình con, bên vợ con thấy nè, cái thằng con của con nó giống cậu vợ của con như đúc. Con giận lắm. Con muốn dẫn vợ con ra ngoài xe, con xô nó vô xe cho nó chết. Nhưng mà con nghĩ là con biết niệm Phật, cho nên con không làm việc ác. À, thế là dẫn cái bà, nhập vô cái bà già nó là lớn hơn tuổi má chú. Rồi dẫn má chú đi lên Phú Lâm, nó dẫn bà chị đi bao chiếc xe taxi ra ngoài chùa Hội Phước gặp thầy. Thì nó ra nó khai hết tất cả mọi việc cho thầy nghe xong. Thầy mới khuyên lên nó thôi. Con cũng có duyên với Phật. Nếu mà con không nghe được cái câu niệm Phật, con không niệm Phật đó. Thì bây giờ đời của con chắc không được như thế này đâu. Thôi cũng là cái may mắn, là cái nhân duyên của con là con gặp được Phật, con gặp được thầy. Thôi giờ thầy khuyên con xả bỏ tất cả những cái gì quán thù, những cái gì không tốt, không may. Con suy nghĩ như vậy thì thầy thấy được đó, vì mình biết niệm Phật mà mình dẫn vợ mình xô trong xe, tức giận cái đó thì không có nên. Cái mình cột cái quan trái thì bao giờ cái quan trái nó cũng không không có chấm dứt hết. Đức Phật dạy không thấy lấy hận thù trừ được hận thù, mà chỉ có từ bi mới trừ được hận thù, đó là quy luật ngàn xưa. Thì chú nghe xong rồi chú đồng ý, thầy mới truyền tam quy cho chú, đặt pháp danh là Minh Trí. Thì sau đó thì bốn người đó họ ra ăn cơm chiều xong rồi họ ra xe họ về bình thường, không có chuyện gì. Đúng một năm sau là bặt tin luôn, không có liên lạc và cũng không có ai nói gì cái chuyện của chú đó nữa hết. Đúng một năm. Thì hôm đó là sau cái thời tịnh độ trên chùa, thì thầy bước xuống giảng đường thì chưa có giải y, thấy cũng cũng cái bà già đó, rồi má của chú, rồi chị của chú ngồi dưới lấp ló lấp đó. Tôi mới hỏi chứ chuyện gì mà ba người có mặt ở đây. Thì chú nói mời sư phụ vô con trình bày này, sư phụ giải quyết cho con. Là ngày mai đó là chị con đi dự cái tiệc liên hoan, thằng con của con đó nó đi Nhật nó học nâng tay nghề, mà con nói với gia đình con là thằng đó không phải là con của con, vì vợ con á lấy cậu ruột đẻ ra cái thằng đó chứ đâu phải con của con nói rồi mà. Chị con ngày mai chị con đi dự cái tiệc đó thì sư phụ tính sao, sư phụ giải quyết cho con. Tôi nói ủa, năm ngoái thì cái chuyện đó đã xong rồi, nó đã nói rằng nó về nó thấy đứa con của nó giống cậu ruột đúc, nó muốn dẫn vợ nó xô ra xe cho chết, nhưng mà nó biết niệm Phật cho nó không làm việc ác đó. Thì hôm nay tại sao lại đi dự cái lễ đó anh chi? Thì bà chị nó mới nói thế này, thầy nghĩ coi, nó khai họ của mình, nó kêu mình bằng cô, thì ở ngoài đời họ đâu có tin cái chuyện đó, trong nội bộ trong nhà mình biết cái chuyện đó thôi chứ ở ngoài họ đâu có biết.
mai nó mời con đến nó dự cái liên quan đang đỡ nó đi Nhật nó học, nó làm trong cái công ty đó người ta cho nó đi học nâng tay nghề có chuyện đó thôi, mà nó về nó không chịu. À, thế là tôi bắt đầu tôi rầy nữa nè, không cho. Rồi cuối cùng hết rồi, hắn ngồi hắn nghe cũng chắc cũng mát ruột lắm. Rồi thôi thì lại sư phụ ba lại rồi về. Rồi tới bây giờ thì tôi cũng không có liên lạc gì, mà họ cũng không liên lạc gì tôi. Bởi vì tôi có nói với gia đình, nếu cái gì trở ngại thì quý vị điện thoại báo cho tôi. Còn nếu họ không có chuyện gì thì thôi, chuyện tôi nhiều lắm. Rồi thôi thì từ đó đến nay tôi cũng không có được cái tin tức gì qua cái chuyện này. Cái chuyện thứ ba đó là hai vợ chồng cái chú này ở Bình Thạnh, còn trẻ lắm, mới 30 tuổi à. Mà khi cưới nhau đó thì bà vợ bà nói với ông chồng là không có chửi thề, không có uống rượu thì chịu đó, là mới cưới, chứ còn không có chịu cái đó thì, bởi vì tôi thấy mấy cái ông chồng bê bối uống rượu về cái rồi chửi rồi dòng họ rồi đánh đập, tôi sợ tôi chán quá, tôi lấy chồng tôi sợ có nhiêu đó thôi, nếu được thì cưới, không được thôi. Tức là hai vợ chồng hợp đồng đàng hoàng. Thì chú này làm cái nghề lái xe cho cái công ty thủy sản mà ở dưới Bình Đại đó, người ta đi đánh bắt mà được cái con tôm nái đó, thì điện cho cái công ty này họ cho người lái xe xuống nó chở con tôm, nó nhiều tiền lắm, con tôm nái nó nhiều tiền lắm. Thì chú này đánh cái xe xuống dưới Bình Đại chở con tôm nó về dọc đường, thì ghé cái quán nước đó uống nước trưa mà, rồi lái về. Thì khi về nhà đó thì chú này đổi cái tánh là uống rượu mà chửi thề, cho nên bà vợ bà thấy lạ quá. Nó tại sao hồi đó hợp đồng là không uống rượu chửi thề, bây giờ tự nhiên đi xe về cái rồi uống rượu chửi thề mà linh tinh lang tang. Thế bà vợ bà mới viết đơn bà ly dị. Thì bà mẹ ruột của cô đó mới nói thế này: tao thấy chồng mày nó tử tế quá, nó tốt quá, nó hiền quá, đâu có chuyện gì mà mày phải vội vàng như vậy, thôi từ từ đi con. Mẹ khuyên từ từ, đừng nóng giận như vậy, cái vợ chồng nó quan hệ cả đời người, chứ không phải rồi vui buồn rồi mình làm cái chuyện đó sau này hối hận đó con. Bà mẹ ruột của cô nói như vậy. Thì bà mới lén bà dẫn cái chú rể đó ra ngoài chùa Hội Phước gặp thầy. Thì thầy cũng đó, thì chú mới nói đây này: chú mua cái quần jean của cái cô bán hàng ở tại cái quán nước đó, đi đám cưới mà chưa có trả tiền, chú về chú say rượu rồi chú tự chú té chú chết thôi, chứ bây giờ đó là chú nhờ gia đình nó xuống tại cái quán chỗ chú uống nước đó, rồi hỏi cái bà chủ quán chứ cái cô Cúc mà bán quần áo dạo đó ở đâu, rồi trả giùm cái tiền 150.000 cái quần jean nó giùm cho chú thế thôi. À, tôi nói thôi được rồi. Như vậy là chắc phải không? Thì tôi mới nói gia đình họ làm cái việc đó cho. Thì gia đình mới bao một chiếc xe xuống ngay cái quán mà ngày trước mà chú chở con tôm nái đó, chú ghé chú uống nước đó. Thì hỏi cái bà chủ quán đó, cái cô Cúc. Thì cái cô chủ quán này bóc điện thoại gọi cái cô Cúc đó. Cô Cúc cổ lại cô dở cái sổ nợ ra. Thì đúng cái tên đó có mua cái quần jean 550.000. Trả cho 150.000 đó là hết xong. Không có chuyện gì hết. Rồi thầy về thầy quy y cho chú. Thì coi như là tất cả mọi việc mà họ đến là xong đó thì tôi quy y cho họ, thì coi như chuyện đó không có chuyện gì xảy ra sau đó đó nữa. Một cái chuyện tiếp theo đó là hai vợ chồng đi buôn rồi không biết rằng lỗ lã làm sao đó, bà vợ bà nhằn nhê bà càm ràm, thì ông chồng mới buồn uống thuốc tự tử chết, còn mắc nợ khoảng 100 triệu Việt Nam. Thì cái ông này vợ đi đụng xe chết, tai nạn giao thông chết, cho nên hai người này mới nói
tôi thì vợ chết, còn bà thì chồng chết, thôi bây giờ mình nối lại cuộc đời. Thế thì hai bên cha mẹ rồi cũng vui vẻ, cũng hoan hỷ, hai người đã chấp nối, bên là vợ chết, bên chồng chết. Cái bà, thế thì về hai cái anh chồng sau này mới trả số tiền nợ đó đàng hoàng, gia đình cũng hạnh phúc lắm. Nhưng mà cô này cũng có cái đặc biệt thế này, khi mà ai gọi điện thoại đến á thì cô dở cái điện thoại lên cô nghe thì mới nói thế này: con Loan không có ở nhà, nó nhờ tôi coi nhà dùm, có việc gì nhắn tôi nói lại dùm cho. Thế là cái cô mà cầm cái điện thoại đó nói như vậy đó: con Loan không có ở nhà, mà cổ là con Loan, cổ nghe nhưng mà cổ trả lời không được, cái miệng cổ phải nói như vậy đó nhưng mà cổ trả lời không được. Cổ giận quá, cổ để cái ống nghe xuống thiệt mạnh về, cổ nói: tại sao mình Loan mà mình nó nói là Loan không có ở nhà là sao? À, thế thì có những cái lần mà cái biểu hiện nó không có đàng hoàng, cho nên ông chồng sao ông mới đánh, ông không tin ông đánh. Thì hôm một lần đó khi mà ông chồng đánh rồi thì cô mới nói: mày đánh con Loan chết tao có đồng minh. Thì cái người chồng sau này sợ quá mới mời mẹ ruột cái cô này tới, nói: tôi đánh nó rồi nó nói tôi nghe tôi sợ quá, mẹ đi chữa bệnh lên chút chứ nó nói tôi sợ quá. Bà mới dẫn con gái của bà đi cùng hết, Phan Thiết có Long Khánh có đi cùng nơi hết. Mà bà kể thế này: nó khôn lắm lắm thầy. Tới cái bà thầy phù thủy đó người, thì nó mua đồ về nấu ăn rồi cả nhà vui vẻ lắm. Một tuần, đúng một tuần, thì nó ra dấu, nó nói: ông nhiêu đây còn tôi nhiêu đây. Nó chê cái ông nó thấp hơn nó vậy, nó dẫn về thôi chứ không có đụng chạm, không có phiền hà gì hết. Đại khái vậy. Thì bữa đó hai vợ chồng mới tới tôi đâu khoảng 5 giờ chiều. Ông chồng ông trình bày, ông nói: sao vợ tôi có cái biểu hiện vậy đó? Tôi nói: lên tôi coi thử coi. Tôi coi xong tôi nói: có một người đó hiện giờ đỡ ở trong người của vợ chú 24/24. Tôi vừa nói vậy thì cô ta mới nói là: ông sư nói tôi nam hay nữ, nói trúng tôi mới phục. Tôi mới nói: cậu là nam chứ nữ gì? Nói: tôi là Lê Văn Ba, 39 tuổi. Thì cái ông chồng sau ngồi đó mới biết rằng cái người đó là chồng cũ của cô ta. Thế tôi ngồi tôi mới nói giống như cái chuyện thầy trò vậy đó. Thế thì chú chết là do chú tình nguyện chú chết, chứ có ai bức tử chú đâu. Bây giờ vợ chú đó là chấp nối với một người chồng sau này, người ta tử tế, người ta trả tiền nợ cho chú, người ta đùm bọc vợ con cho chú như vậy mà chú không để cho ta hạnh phúc, chú phá người ta làm sao? Rồi chú mới nói: sư phụ ơi, con biết con có lỗi mà con thương quá, con thương vợ con quá. Con biết con có lỗi mà con thương quá. Thế thì tôi mới khuyên lên chú đâu cũng khoảng tiếng rưỡi đồng hồ. Nói qua nói lại rồi đối đáp với nhau đàng hoàng, nhưng mà thì sau đó chú bằng lòng, tôi lên chánh điện tôi quy y cho chú. Phải quy y, mà không quy y nữa, tức là ra vô, mà phải quy y rồi thì chấm dứt. Thì tôi mới dặn cái người chồng sau đó, nếu mà có chuyện gì nữa đó, thì chú liên lạc với thầy, còn như không có chuyện gì vợ chồng chú bình thường hạnh phúc thì thôi nha. Thì tôi không còn nghe họ báo cáo thêm gì nữa. Câu chuyện thứ ba nữa là ma đề. Vấn đề nó có ma nha quý vị, đơn giản nè. Cái chú này đó là chạy xe ôm rồi chở cái cô giáo đó lòng vòng sao không biết, đưa vô trong cái rừng cao su, nó mới giết cái cô giáo này, lấy 4 chỉ vàng để đánh số đề. Sau đó thì công an ta bắt được, mới kêu án tử hình. Thì đem chú vô trong cái chân núi đó, là làm cái cây thánh giá, rồi cột chú vô đó, rồi tử hình, rồi chôn chú kế bên đó. Thì ở ngoài chợ Bà Rịa đó, thì tối người ta đi vô đó, người ta cầu, người ta
số đề đó thì khoảng cũng chừng 100 người, hơn 100 người đi dập diều đó, 12 giờ đổ đi thì họ kéo vào đó họ xin số đề. Thì cái chú này đó, chú làm cái nghề bốc xếp, tức là rau cải Đà Lạt đưa xuống thì chú bốc xếp, chú vác rồi chú vô trong kho rồi chú cất vậy đó. Một đêm người ta trả cho chú khoảng ít tiền, cũng đủ vợ chồng chú sống được. Chú mới theo cái đoàn người chú vô chú xin số đề. Thì chú trúng, trúng được 2 lần, nhưng mà trúng ít thôi. Thì chú cũng vái là chú cúng vịt quay đồ gì đó mà chú không cúng gì hết. Thì cuối cùng hết đó, là cái chú mà xử bắn đó, chú nhập vô cái chú này. Dạ chưa, rồi tiếp tục đánh chứ, đánh là thiếu nợ nhiều lắm. Ông đó nói như số nhiều đó lâu quá tôi quên, nhiều lắm. Thì vợ chú ở nhà đó không có khả năng trả, mà cái chủ đề đó thì tới nhà đó hăm he vợ chú đó, chồng của cô đó thiếu nợ tôi như vậy như kia. Bà vợ mới nói tôi đâu có biết chồng tôi đi bốc xếp rồi tiện đâu mà mắc nợ nhiều quá, tôi đâu có tiền trả. Đại khái tức là có lời qua tiếng lại đó. Thế thì cái chú mà xử bắn đó, chết bắn đó, chú đem cái chú mà bốc xếp này đó đem đi giấu. Đấy. Vì cái ông chủ đề đó ổng hâm, ổng nói mày không chung tiền cho tao, tao kêu xã hội đen giết mày. Cho nên cái con ma đề này nó mới đem cái chú này nó giấu. Bằng cách là tối khoảng 10 giờ chú ra ngoài chợ Bà Rịa đó thì nó dẫn chú đi ngủ đâu đó không biết. Nhà ai đó không biết, không có bốc xếp gì hết. Rồi sáng đó mượn tiền ai đó đem về đưa cho bà vợ 20 ngàn tiền Việt Nam. Bà vợ bà chửi và nói hai vợ chồng hai đứa con mà bao nhiêu tiền để làm sao sống được, cho con nào cho ai. Bắt đầu nổi cơn ghen lên làm rùm beng hết. Thế thì bữa đó chùa tôi trưa 12 giờ đóng cửa chỉ tịnh. Thì ở ngoài đó họ mới kêu cửa, thì tôi ra tôi mở, thì vô trong chùa tôi khoảng 100 người. Ở xóm sau chùa tôi họ kéo tới cả 100 người. Thì cái chú mà đánh số đề thiếu nợ đó, cái chú mà chết bắn đó nhập vô, rượt cái bà vợ đó, hành hung với bà vợ đó. Bà vợ phải chung vô cái cầu thang ở giảng đường tôi phải trốn. Còn bao nhiêu người đó ngồi đó, chú tới chú hành hung chú làm dữ đó. Tôi mới khoát tay tôi nói ngồi xuống đó đi, vô chùa con đừng có la, mình ở chùa mà cái gì nói. Mà quý vị biết rằng lúc mà nó nhập vô cái tóc của chú nó dựng đứng luôn, giống giống mình lấy là tâm sẽ răng mình cắm vậy đó, đứng đứng hết. Còn con mắt của chú, hai con mắt nó đỏ như hai cái cục lửa vậy, chứ không thấy tròng đen tròng trắng gì hết. Cái lúc mà chú giận dữ chú này, tôi chú ngồi xuống đó mà tôi thấy tôi sợ quá. Thì chú mới bắt đầu chú kể cái chuyện đó, đánh số đề làm sao. Thì cái bà chị mới ngồi sau lưng tôi mới nói thưa thầy, nó là em út của con đó, nó nuôi bố mẹ con, mà bây giờ nó có cái chuyện gì thì bố mẹ con ai nuôi thôi. Bây giờ thầy nói với chú rồi con chấp nhận trả cái tiền đó, nhưng mà chú làm sao đừng, em con đừng có đánh số đề nữa. Tôi nói à, để tôi điều đình thôi coi. Tôi mới nói với chú, gia đình người ta chấp nhận trả đó thôi, bây giờ chú giúp cho cái xác này đừng có đánh nữa, chú làm được không? Chú nói được. Sư phụ lấy 2 tờ giấy trắng, sư phụ viết tờ số 1 viết 1 2 3 4 5, cái tờ số 2 đó 6 7 8 9 0, tức là 2 tờ giấy là 10 số. Rồi sư phụ lấy kim á, sư phụ lấy chỉ, sư phụ quấn cái đầu cái kim, rồi sư phụ chích vào mấy cái đầu ngón tay, sư phụ nặn máu ra. Rồi sư phụ in vô cái số, cái tờ giấy bên này, cái tay bên đây, sư phụ in vô cái tờ giấy bên này. Rồi sư phụ đốt, sư phụ cho hắn uống là không bao giờ hắn đánh nữa hết. Tôi nói chắc không móc, móc méo. Tôi để rồi nói chuyện nó nguy hiểm. Chú móc méo với thầy đàng hoàng. Rồi thầy lấy kim, thầy làm xong đàng hoàng tư tế rồi. Thì chú mới nói bây giờ sư phụ cạo đầu nó đi cho nó thức tỉnh. Tôi nói làm sao sư phụ dám, bây giờ con chú nhập vô á thì được, nhưng mà chú mà xuất ra rồi nó kêu công an bắt
sư phụ đó, sư cạo đầu người ta. Nó nói con xuất ra sư phụ cạo không có được, sư phụ cạo nó đầu nó đi. Thế là tôi mới đem ra ngoài cái hiên đó, tôi ngồi tôi cạo tóc cho nó xong hết, nó về. Thì mấy hai hôm sau tôi có cái đám tang ở dưới phố đó, tôi đi tối tôi đi tụng kinh, tôi thấy nó ngồi ngoài nó mà đổi cái kết. Tôi nói đâu con dở kết thầy coi coi. Nó dở xuống cái ai cạo đầu mày, nó nói ông với ai. Tôi nói mày tra cán tao, tao tới nhà mày nào, hồi nào cạo mày, nói tao cạo má con nói. Tức là lúc đó nó nhập cho nó đâu biết. Mà má nó nói là hỏi là ai cạo, nó nói thầy ở chùa cạo. Hỏi nó làm thinh thôi. À thế là ma bữa sau nó chạy lại nó nói sư phụ bóc mộ con đi sư phụ. Bây giờ con quy y với sư phụ rồi, con về với sư phụ mà để cái xác con ngoài đó rồi họ đi xin số đề, con thấy tội nghiệp quá mà đâu có trúng đâu. Tôi hỏi chứ cái lúc đó mà cái chú cho số đề cái chú này đánh á, chú cho cách làm sao chú nói thầy nghe coi. Nó nói đâu có gì đâu, lấy cái tờ giấy trắng nè để xuống lấy cục đá dằn đó, cái rồi tập trung tư tưởng giấy, cái dở cái đó lấy cái đèn pin rọi vô cái tờ giấy trắng, nó có cái số trong á, quánh trúng nè. Nhưng mà con cho trúng ít chơi thôi, tại vì nó mê quá, mê cho nên nó thua, chứ con cho mà trúng chơi thôi. Thì cái chú này chú kể rằng đúng thầy, con để tờ giấy xuống, con lăm răm con giấy nó, con lấy đèn pin con rọi thấy trúng số 37, con quánh trúng 37, trúng 2 lần rồi thôi không có thấy nữa. Như vậy là ma đề, đó là cái anh chàng này là đánh số đề rồi đi giết cô giáo đó, đó là rồi bị tự bắn. Rồi cái anh chàng này bốc xếp cũng mê số đề rồi trở thành cái ma đề hết. Thì sau đó thì tôi quy y xong rồi chú, rồi chú mới nó chưa hẹn ba bữa, con suy nghĩ ha, ba bữa quy y sư phụ, chứ giờ con chưa quyết định, tội còn nhiều lắm, để ba bữa mới quy y. Thì cái ngày thứ hai đó nó mới mời tôi đi ra thăm nhà nó, từ cái mộ nó đó, sư phụ lấy cốt con lên đi đem về chùa để cho con nghe kinh. Thì tôi nói cái đó sư phụ làm không có được, bởi vì con là phạm nhân đó nè, tù. Chứ nếu bình thường thì sư phụ lấy được. Bây giờ con về con nói mẹ con á, làm cái đơn xin phép thầy cho tiền hốt cốt con về đem về chùa thầy cho, chứ bây giờ thầy lấy không được. Nó nói má con tham lắm, không có cho lấy đâu, để người ta đi số đề về cho tiền má con không lấy, má nó không chịu. Tôi thì tôi nói là tôi cho tiền nhưng mà má con xin phép cho thầy không lấy. Thì bây giờ thì cái cốt nó chưa lấy lên được, má nó không cho lấy. Rồi nó mời tôi vô thăm nhà nó, tôi đi vô thăm nhà nó. Thì đi ngang cái đường đó là cái nghĩa trang của người Hoa, cho nên đi thẳng vô trong cái chân núi đó thì cái hàng rào đó người ta trồng cây bạch đàn. Cái nó nói sư phụ ơi, con đố sư phụ chứ người ta mà treo quần áo cũ lên nó làm chi vậy? Nó nói ai biết đâu, chuyện của người ta hỏi. Con nói sư phụ, con run con nhát mấy người đi xin số đề đó, cái họ lấy quần áo rách, họ máng đồ dơ, họ không sợ ma. Con nói sư phụ, nó nói nó máng rồi. Cái nó về, thầy về trước, cái anh rể nó chở nó. Anh Tám ơi cho em uống rượu, mai em thọ giới, sư phụ không có cho uống rượu. Anh Tám nó mới ghé trong cái tiệm nó mua cho nó một cái ly, giống như uống nước mình vậy đó. Nó lắc đầu nó chỉ cái thùng, uống hết một can 5 lít. Rượu trắng uống một can 5 lít. À, thằng anh rể nó về nó uống mà con ngồi con run đó thầy. Con mua cho nó có một ly về, nó chỉ cái thùng nó uống hết một thùng 5 lít. Ngày mai là sư phụ truyền giới là con không được uống rượu một lần nữa thôi. Xong. Mai thì 9 giờ mai lên, mấy chị em nó với bà già nó lên chùa thì quy y cho nó. Rồi thôi, em tới bây giờ luôn, khỏi quánh số đề khỏi gì hết mà phải quy y. Cái chuyện tiếp theo nữa là thầy đi với cây dông ở ngoài Phan Rang. Thì ngày 2 tháng 9 hai đứa học trò nó nghỉ, nó đi chơi, nó mới học có cấp 2 à. Thì cái con bạn nó ở trên nó chạy xuống cái cục đá đó, thì nó mới trợt cái cục đá, nó
Cái con nhỏ ơn sao nó gió nó nắm cái áo thì hai đứa tuột hết, rớt xuống đó hết. Mà cái tháng 9 đó, quý vị biết nước là ở trên thác Đa Nhiêm đó, nó đổ xuống cái sông nó chảy rồi, chảy khủng khiếp lắm. Mình rớt xuống là trôi liền. Nên là thôi thì chiều hai đứa không có về, người cha mẹ nó đi kiếm cùng hết, không không được. Thì tối hôm đó đó, một đứa nó về nó báo mộng cho cô giáo, nó nói đó, bạn em đó thì nằm ở dưới cái cục đá đó không có trôi, còn em đó là trôi cách đó 2 cây số. Nó về nó báo mộng đàng hoàng. Thì sáng cô giáo mới đến nhà của hai đứa này báo cho cha mẹ, nó nói rằng nó chết ở cái khúc sông đó đó, mà một đứa thì nằm hiện giờ nằm ở cái cục đá đó, dưới cái chân cục đá đó, còn một đứa thì trôi hai cây số. Thì hôm đó gia đình mới nhờ tôi lên tôi vớt, thì cái ông mà vớt hai đứa nhỏ đó ổng có mặt ở đó. Tôi hỏi chứ anh vớt cách sao, anh kể cho tôi nghe đi. Anh nói rằng thầy biết không, trước khi mà tôi xuống cái dòng sông này đó, thì ở trên bờ họ cột cái lưng, cột cái dây sau cái lưng tôi, họ ở trên đó họ chịu lại, nó sợ tôi trôi, nó trôi cỡ đó là, nhưng mà tôi vừa bước xuống thì tôi đụng cái con bé đó ở dưới cái chân cục đá đó liền. Còn cái con thứ hai đó là nó trôi cách đó 2 cây số là vớt nó lên, đúng như cái lời mà nó về nó báo mộng cho cô giáo nó biết như vậy. Thì tôi mới vớt hai hai đứa nó lên. Thì khuya khoảng 10 giờ thì đem máy đèn rồi ra sông đó, là nổ máy rồi bắt đèn rồi sáng cho hết, tôi ra tôi vớt hai đứa lên. Thì khi mà bắt đầu về thì lên xe đó đó, má của hai đứa nhỏ đó, cha mẹ hai đứa nhỏ đi chiếc xe 7 chỗ, nó ngồi sau lưng tôi, thì nó nhập vô má nó liền, ngồi sau lưng tôi nó nhập liền. Nó nói sư phụ ở xa lắm mà sư phụ thương tụi con lắm, mà sư phụ ở dưới đó còn nhiều lắm sư phụ, chứ không phải có hai đứa 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 con đâu, ở dưới đó còn nhiều lắm, cái khúc sông nó còn nhiều lắm. Mà tháng sau đó cái chùa trên đó ta làm trai đàn, ta rước sư phụ đi nha. Tôi nói trời đất, sao mà con biết ở đó họ rước, ta họ đâu có rước sư phụ đâu mà sư phụ đi. Nó nói tháng sau nó tháng 7 đó, ở tháng 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 9 tháng 10 đó, thì rằm tháng 10 ở trên cái chùa trên khúc trên đó đó, người ta làm trai người ta rước sư phụ đi nha, sư phụ giúp nha. Thì thiệt quý vị, tháng sau trên cái chùa đó họ trai đàn, họ xuống họ thỉnh thầy. Mà nó ngồi sau lưng nó nói đó là tháng sau cái chùa đó đó làm trai đàn, người ta thỉnh sư phụ lên giúp, ở dưới đó còn nhiều lắm. Là quý vị biết đêm hôm đó tôi lên tôi thuyết linh, thì ban kinh sư đó chiều họ làm lễ rồi họ thỉnh linh là đàng hoàng, tối đó họ là tôi làm lễ thuyết linh. Thì trong cái chánh điện hôm đó khoảng 80 người cũng ngồi, gia đình người ta mỗi người có cái bài vị để trước ngực này nè, cái bài vị của thân nhân của họ để trước ngực hết, mà 80 người tôi ngồi tôi thuyết linh, họ nhập cho họ lên hết chùa rồi quý vị, hết chùa luôn, trong 80 người đã lên hết luôn. À, bỏ cái bài vị xuống, lại người thì lại, người thì khóc, đủ thứ hết, nói đủ thứ hết. Tôi nói thôi bây giờ sư phụ biết rồi, tức là trước này 1 tháng đó, hai cái cô học sinh này đó, là cái khúc dưới đó cách 4 cây số sư phụ có vớt hai đứa đứa nhỏ nó lên rồi. Bây giờ nó nói là tháng 10 đó, thì cái chùa này nó có làm trai đàn rước sư phụ lên thuyết linh, thì sư phụ có hứa rồi, thì đúng như cái lời là hôm nay sư phụ lên. Thôi bây giờ quý vị bình tĩnh trở lại chỗ cũ đi, để nghe pháp xong rồi, rồi sư phụ quy y tam bảo cho nha. Ừ, họ chịu, họ trở lại họ ngồi bình thường hết. Hết cái thời pháp đó xong rồi khoảng thời gian chừng khoảng có chừng 45 phút, xong rồi mới thỉnh quý thầy ban kinh sư lên, thầy chủ lễ thầy làm cái lễ quy linh cho họ ra, xong êm hết. Rồi cái chuyện tiếp theo là ở Bảo Lộc, chuyện ở Bảo 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 Lộc. Thì cái anh Phật tử ở ở Tiền Giang, ảnh có cái nguyện thế này quý vị, mỗi năm đó thì ảnh sẽ thỉnh một thầy đi vớt vong từ thác Brent mà về cho tới ngã ba Dầu Dây,
Bởi vì cái đường đó là nhám nhúa lắm. Thì năm đó ảnh ra ảnh thỉnh thầy là năm nay con thỉnh sư phụ đi, thầy hứa thầy đi. Thì lên trên khách sạn ngủ lên một đêm, thì bắt đầu 4 giờ thì thầy trò mới là làm cái công việc dớt dông, từ đó mà trở về Dầu Dây thì đến cái Bảo Lộc khoảng 3 giờ chiều. Thì có một cái cầu, có một nhịp thôi, có cái miếu xưa cũ lắm, đen xì hết. Thì tài xế em nói có cái miếu trước của mình đó thầy, nó nói thôi chú ngừng chỗ đó, thầy dớt dông chỗ đó một chút. Thì xe thầy vừa ngừng lại mở cửa thì có cái chú thanh niên, chú chạy chiếc xe City màu đỏ, mà đất Bảo Lộc đỏ, xe cũ mềm. Chú dừng xuống, chú nói sư phụ con đón sư phụ ở đây. Tôi hỏi chú ở đâu mà chú đón sư phụ con ở cái miếu này. Nó chỉ miếu đây là tôi biết ma rồi, tôi biết ma rồi. À, hỏi chú chết rồi năm nào? Con chết năm 70 13, con chết năm 73. Rồi người ta lập miếu, người ta ta thờ con ở đó đó. Mà cái chỗ sư phụ đứng đó là nó xô xe người ta chết 7 người đó sư phụ. Mà con không có chơi cái trò đó, gian ác lắm, con không có chơi. Ừ, sư phụ vớt họ lên. Tức là cái dông này đó chỉ thầy vớt mấy cái dông mà xe đê, chết xe đụng ở đây. Ừ. Thì mấy thầy trò cũng đang đứng lùm xùm thì ở trong xóm họ chạy ra đâu cũng 4 5 người. Thầy mới hỏi mấy chú ơi, ở đây có sự thật là người ta té xe người ta chết không, mấy người mấy chú nhớ không? Cái anh nó cũng lớn tuổi rồi, cũng bằng thầy, anh nó lâu lâu nghe cái rầm ra thì người chết, người bị thương, khi làm cái rầm ra thấy chết hết, mà tôi không biết mấy mấy người. Là cái người ở địa phương đó họ cũng không xác định được mấy người, mà cái dông đó nó nói với thầy là 7 người, còn mấy người bị thương thôi, nó bỏ, nó không nói, chết 7 người. Tôi mới nói thôi bây giờ rồi, là sư phụ vớt mấy người ở đây về rồi chú cũng về luôn nha, chứ đừng ở cái miếu này chi nữa, lâu quá ở đây làm gì, giữ cầu làm gì, đâu có, đâu có. Thì họ làm miếu mình ở đây thôi, cho nên đừng có làm miếu ngoài đường, họ ở trong đó đó, mệt đó. Mình làm cho hơi siêu chứ mà làm miếu. Cái chú này chú nói làm miếu chú ở đó, chú nói chú ở đó, mà chú chỉ là mấy cái người này chết gần đó thì khoảng chừng 15 mét thôi, từ cái miếu đó mà tới cái chỗ xe thầy đậu 15 mét. Rồi thầy vớt mấy người đó xong rồi chú cũng về luôn, về chùa thầy mới quy y, về chùa mới quy y. Cái đó vớt thôi chứ đâu quy được. Rồi cái chuyện tiếp theo nữa là tối khoảng 11 giờ cái bà Phật tử Bình Đức á, bà điện về, bà là đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh. Bà nói đi, bà vừa nói mấy câu bà khóc. Tôi nói thôi giờ bà bình tĩnh đi, bà nói công chuyện cho tôi nghe chứ bà khóc quá tôi đâu biết làm gì được. Bà nói đại khái thế này, bà có thằng con chết hồi 2 tuổi ở quận 11 đó, đem lên Củ Chi chôn. Bây giờ đó, đó ta giải tỏa làm cái sân vận động. Thì em của bả mới điện qua mới nói bây giờ cái mộ của thằng bé Tuấn đó đã giải tỏa, bây giờ người em cho chị hai rồi chị tính sao. Thì con mới nói thì cậu lo giùm đi, tôi gửi tiền cho chứ cậu hỏi gì, cải táng cho cháu đi. Thì ông cậu nó mới lên mới thuê người ta đào cái mộ đó lên, thì nó xương nó mục hết rồi, 30 năm rồi con nít mà còn có cái hộp sọ không à, không biết nghe lời ai đâu, không biết. Ông mới bỏ trong cái bọc ni lông, ông lấy cái chai bia ông đập, ông đập cho cái sọ nó bể ra, ông đem bỏ dưới sông gọi là thủy táng đó. Nó về nó mới khóc, nó nhập bà nó khóc ở bể, nó đập đầu nó bỏ dưới sông không có chỗ ở. Bà mới điện về bà nói đó, thầy coi nó gian ác không, biểu nó cải táng cho thằng nhỏ, nó đập đầu thằng nhỏ nó bỏ dưới sông. Tôi điện về tôi hỏi nó đúng như vậy, nó trả lời nó đúng vậy đó. Bây giờ bà bức xúc bà khóc, tôi nói thôi giờ cô nói tên tuổi của cháu rồi rồi cô nhớ cái ngày nó chết ra tôi giúp cho đó, là chứ giờ bà khóc qua tôi biết giờ. Rồi bà nói xong thì tôi khai kinh Địa Tạng tụng 2 đêm, tụng 2 đêm còn đêm nữa là quần kinh hồi hướng cho nó đó. Thì cái ngày thứ thứ ba đó
tôi mới nói với cậu nó bây giờ anh ra ngã tư An Sương, tôi với này tôi lên thầy trò mình gặp nhau, anh chở lên cái chỗ cái nghĩa trang đó tôi một chút. Nhưng mà tôi quên đó là bây giờ người ta đổ đất, người ta làm cái sân vận động, người ta lấy cốt rồi mà tôi quên. Tôi mới hẹn cậu nó đón tôi lên, nó lên nó thấy một cái đám đất rộng mênh mông không có mồ mả gì hết. Tôi mới đứng đó tôi mới thôi bữa nay sư phụ lên sư phụ đón con về nha. Thôi về đi chứ đừng ở đây giữ chi cái xương tàn cốt rủi 30 năm làm gì con. Đại khái tôi về. Thì tối hôm đó tôi mới làm lễ quy y, đặt pháp danh cho nó, vô quần kinh luôn. Thì sáng hôm sau đó bà mới điện về, bà mới nói nè, nó về nó nói là nó có tên Phật rồi, nó quy y nó về với sư phụ rồi, có vậy đúng không? Tôi nói vậy đúng rồi đó, nó nói vậy đúng đó. Thì bà hỏi tôi chứ bây giờ con làm cái gì để hồi hướng cho cháu tội nghiệp mấy mươi năm, bây giờ nó được về chùa như vậy bà mừng quá, thôi gì thầy chỉ cho làm cái gì. Tôi nói thôi thì bà làm chứ bà biểu tôi chỉ giống như vẽ bùa đeo, tôi không có nói đâu. Ý của bà làm sao thì tôi giúp cho, chứ còn tôi nói tôi không có nói. Bà nói bây giờ bà muốn cúng dường trai tăng để hồi hướng cho cháu. Rồi tôi nói thôi thì chùa tôi có cái an cư kiết hạ nó khoảng 70 mấy vị tăng ni. Nếu mà cô muốn vậy thì cô gửi kinh phí về rồi tôi cúng trai tăng trong cái trường hạ đó hồi hướng cho cháu thì tốt. Theo cái tinh thần của nhà Phật mình vậy là đúng chánh pháp đó. Bà gửi về 1.000 đô Mỹ, lúc đó đổi được 15 triệu. Thì bà nói rằng cho em của bà đó là 5 triệu, còn đưa cho tôi 10 triệu để mà lo cái trai trai tăng đó. Thì bữa đó cúng xong rồi cậu nó ra dự. Cúng rồi hết rồi, quý thầy đồ về hết rồi. Thì cậu nó mới cầm 5 triệu mới nói thằng nhỏ nó linh quá, tôi không dám xài tiền của má nó đâu, tôi giao cho thầy làm gì đó thầy làm. Anh nói tôi vậy phải không? Tôi nói thôi thì anh cứ đưa tôi nhận chứ, còn bà nói cho anh 5 triệu còn cúng trai tăng nó 10 triệu tôi làm xong rồi, bổn phận của tôi là xong. Thì bà ổng đưa tôi 5 triệu. Tôi mới cầm trên tay tôi nói cái số tiền này đó là mẹ con cho cậu con, còn cái phần mà gửi cho thầy cúng trai tăng mà thầy làm xong rồi thì cậu con mới nói là con linh lắm, cậu con không dám nhận cái số tiền của mẹ con, cậu con giao cho thầy, bây giờ thầy làm chùa thầy hồi hướng cho con nha. Rồi đại khái vậy. Thì tôi nói khơi khơi vậy thôi, đâu có nó đâu, tôi đâu biết. Thế thì nó về nó nhập bả, là hôm đó bả đi đám cưới đang ngồi tiệc rồi đó, cái nhập nhập bả chứ không nhập ai hết đó. Rồi xong rồi nó xuất ra rồi con bả mới kể lại. Nó mới nói sư phụ con cực với con dữ lắm mà mẹ không có cho tiền. Bà nói ủa, nó nói vậy là nghĩa là sao? Bà điện về bà hỏi tôi. Tôi nói thì 10 triệu tôi cúng trai tăng, còn 5 triệu thì cậu nó, bà cho cậu nó, em bà. Rồi em bà mới đưa cho tôi, mới nói là nó linh lắm, cậu nó không dám xài tiền đưa cho tôi nói nó tôi làm chùa. Đúng không? Bà đâu có cho tôi cắt nào đâu. Nó nói vậy là đúng đó. Bà gửi về cho tôi 200 đô. Tôi mới nói cha có thằng đệ tử ma vậy, nhiều thằng vậy đỡ biết mấy à. Thế thì nó không chịu, nó nói với bà là sư phụ con cực kỳ con lắm mà mẹ không có cho tiền con. Thì cái đó bà cúng, còn cái tiền này 5 triệu tôi làm chùa bà không cho tôi là đúng. Bà phải gửi tiền thì bà cho mấy em luôn. Thôi đại khái và em rồi không có chuyện nữa hết. 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 Em rồi không có chuyện.